À rồi, em Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Thì lần đầu tiên các bác cho phép Huy Cường gửi một lời chào sức khỏe đến toàn thể tất cả các bác có chung niềm đam mê âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Đấy, thì hôm nay em sẽ giới thiệu những dòng sản phẩm lọt đót cho tất cả các bác cùng tham khảo và lựa chọn. Đặc biệt là cái dòng dây nguồn lọt đót này thì bên em cảm nhận là nó thay đổi cực kỳ là nhiều và cái chất âm cho tất cả các bác. Đấy, khi một cái sản âm thanh mà các bác nâng cấp từng bộ phận, từng bộ phận thì nó sẽ cải thiện được từng lốt nhạc cho tất cả các bác làm sao mà nó tốt nhất có thể nha. Đấy. Rồi thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết sản phẩm. Đây trước tiên em sẽ đi vào ba cái cặp dây loa này nha. Đây chính là cái cặp dây loa lọt đót. Đấy. Đấy. Thì trước tiên em sẽ giới thiệu các bác về cái cặp dây loa lọt đót Odin Gold như thế này nhá. Đấy, cặp này thì bên em về là mỗi vế là đều dài 2,5 mét này. Đó, mỗi vế đều dài 2,5 mét. Đấy, hàng rất là đẹp, cực kỳ là chất lượng nha. Các bác có thể thấy được này. Đó, đầu rắc của nó thì 100% đều là đầu rắc được mạ vàng công nghiệp 24K thôi. Đấy, và các bác có thể thấy được lọt đót Made in Vela. Đó, dây thì nó sẽ đi theo điều hướng mũi tên như ở trên dây như thế này nhá. Đấy, các bác nên lưu ý giúp em. Đấy, dây này các bác nhìn, thân dây của nó thì đều được mạ vàng rất là đẹp các bác nhìn. Đó, dây này nó đồng mạ vàng gold cực kỳ là chất lượng nha. Đây bác có thể thấy được, đây là chính là cái cục này của nó. Thì thực ra nó không có phải là cục lọc nhiễu nha, nó chỉ là cái cục đấy, mang tên thương hiệu của hãng thôi. Nó là dòng lọt đót Made in USA và mã đen model của thằng này nó là lòng đót Odin Gold nha các bác. À, các bác nhìn này. Đấy, đằng sau thì nó sẽ có model như thế này. Đấy, nó chỉ là cái cục gỗ thôi, căn bản là những dòng này thì hãng người ta đã sản xuất ra. Đấy, là các bác có thể thấy được. Đấy, riêng cái dòng này thì hãng sản xuất là thân dây nó đã có những cái lớp chống nhiễu cực kỳ là cao cấp rồi. Những cái lớp chống nhiễu cực kỳ là tuyệt vời. Dây của nó đây, mỗi vế là dài 2,5 mét và 100% đều là sử dụng những bộ đầu rắc bắp chuối được mạ vàng công nghiệp 24K như thế này, cho chất âm truyền dẫn làm sao mà nó tốt nhất có thể cho tất cả các bác nha. Đấy. Thì cái cặp dây loa lọt đót Odin Gold như thế này thì bên Huy Cường Audio vẫn đang phân phối ở các bác mức giá là 6.200.000 một cặp nha. 6.200.000 một cặp. À rồi, thì tiếp đến em sẽ giới thiệu các bác đến cái dòng dây nguồn lọt đót Odin Gold. Đấy, đây các bác có thể thấy được. Này, cái sợi dây nguồn của nó này. Đây. Các bác có thể thấy được. Cực kỳ là tuyệt vời nha. À, các bác nhìn. Riêng dòng này thì em đánh giá cao nhất về cái dòng dây nguồn, chất lượng của sản phẩm của thằng này thì rất là tuyệt vời, các bác có thể thấy được này. Đó, Odin Gold, hàng của Made in USA. Đó, chân rắc của nó thì đều được mạ vàng công nghiệp 24K như thế này. Đây nhìn này, tất cả đều được mạ vàng công nghiệp và nó sản xuất cho là chuyên sử dụng cho những cái dòng âm thanh high-end như thế này nha. Đó, nhìn này, đó, âm thanh high-end. Này, đầu cái của nó đây, này, cái đầu rắc của nó này, các bác nhìn. Đó, dài 1,5 mét nha các bác. Thân dây của nó thì đây, các bác có thể thấy được thân dây của nó là cấu tạo của nó cực kỳ là tuyệt vời, rất là đẹp luôn. Có nhìn được đó, rất là đẹp nha. Đấy, riêng dòng này thì cái tốc độ được truyền âm thanh của nó thì cực kỳ là hay luôn. Và một sợi dây nguồn lọt đót Odin Gold như thế này thì giá bên em vẫn đang bán và phân phối các bác mức giá. Thì tại vì hôm bữa là em có cái sợi thanh lý thì em đăng lên cái là bác khách ở ngoài Hà Tĩnh thì bác ấy sốt luôn hai sợi đây à. Đó. À, tại vì hôm ấy em thanh lý là khách có bom hàng thôi thì em thanh lý ra gốc là 6.9 triệu. Còn thực ra dây này trước giờ em vẫn bán các bác mức giá là 7.300.000 nha. Đấy, một sợi dây nguồn lọt đót Odin Gold. Những bác nào có điều kiện để sưu tầm được những cái dòng dây nguồn như thế này, chất âm của nó mang lại cực kỳ là tuyệt vời. Đó, các bác thể thấy rồi. Này. Đó. Dây dẫn của nó này rất là cao cấp nha. Đó. Rồi, thì tiếp đến em sẽ đi vào các bác cái dòng dây tín hiệu nha. Đây. Thì cái dòng dây tín hiệu lọt đót Odin này thì nó là dòng Odin 2 thôi. Nó là dòng dây được mạ bạc chứ không được mạ vàng gold như dòng kia nha. Dòng kia thì nó là dòng cao cấp hơn rồi. Đây. À, cặp dây tín hiệu lọt đót Odin Gold của bác Odin 2. Đây các bác nhìn nha. Đó, Odin 2. Thân dây của nó thì tất cả đều được mạ bạc như này, các bác có thể thấy được. Đấy, đầu rắc của nó đây. Đầu rắc là sử dụng đầu rắc của hãng luôn. Đây các bác nhìn nha. Đấy, đầu rắc của hãng nha. Và cái dòng dây tín hiệu lọt đót như thế này thì
Để mà nói về cái chất âm thì em cải thiện khá là tốt về giải chép nha. Những dàn âm thanh nhà bác nào đang thiếu giải chép này, đang dư giải bát, thì các bác thể lựa chọn những cái dòng này, nó sẽ cân bằng lại cái chất âm cho tất cả các bác nhá. Đó, các bác thể thấy được. Đó, dây tín hiệu lọt đót Odin 2. Cặp này thì giá hiện tại thì bây giờ nó cũng đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Nó chỉ còn 4.200.000 một cặp như này thôi nha. 4.200.000 một cặp. Đó. Rồi, tiếp đến thì em sẽ giới thiệu cho các bác về cái dòng dây nguồn. Đây, nó cũng là dòng dây nguồn lọt đốt Odin 2. Dây của nó thì dòng này nó cũng dài 1,5 mét nha các bác. Các bác thể thấy được. Dây quá tuyệt vời luôn. Đấy, để mà so sánh thì các bác thể thấy được. Đấy, này. Đấy, cái dòng dây nguồn lọt đốt Odin 2 như này. Đây. Đấy, dây bản màu trắng này thì nó sẽ to hơn là cái dòng vàng Odin vàng gold nhá. Tại vì cái bản vàng gold này nó là được mạ vàng. Đó. Đấy, các bác nhìn này. Đây, dây của nó này cực kỳ chất lượng, kể cả là dòng này bác nào mà có thể sưu tầm được đến những cái dòng dây nguồn như này cũng là rất là ok rồi. Đó, chất lượng sản phẩm về những cái dòng dây nguồn lọt đót như này thì cực kỳ là tuyệt vời. Đó, các bác thấy chưa, lọt đót made in USA, dây này nó là dây hàng lướt đã qua sử dụng rồi nha các bác, nhưng mà còn rất là đẹp. Bên em lựa chọn những sợi đẹp nhất về để phục vụ cho tất cả các bác đấy. Đấy, 1,5 mét một sợi. Nếu mà sợi dây nguồn này giá ngày xưa em bán thì cũng khá là cao, vì so với thời điểm bây giờ thì đa số về được về số lượng nhiều. Thì mỗi lần em về cũng được 5-7 sợi thì số lượng nhiều nên giá thành cũng tốt hơn so với đợt trước. Ngày xưa thì giá toàn 5 triệu với hơn 5 triệu thôi. Còn giá bây giờ thì em chỉ bán các bác cũng mức giá là 4.300.000 một sợi dây nguồn lọt đót Odin Gold như này thôi nha. 4.300.000, dài 1,5 mét, cực kỳ là đẹp. Đấy, thì những bác nào mà có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp cho em qua số điện thoại trên màn hình đây. Đấy, hoặc là thích những dòng sản phẩm như nào thì có thể alo trực tiếp cho em, thì bên em sẽ gửi hàng cho tất cả các bác nha. Rồi, thì sau cùng Huy Cường Audio cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã bỏ chút thời gian để theo dõi hết những video clip bên Huy Cường Audio. Rồi, em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.